Xin chào các bạn, thì hôm nay mình cũng xin giới thiệu thêm một cái kit dành để học tập nữa. Đó là cái kit STM32EZ1. Thì đây cũng là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời dành cho những ai mới bắt đầu học tập và nghiên cứu các cái họ vi điều khiển. Thì cụ thể là họ vi điều khiển STM32. Thì bộ sản phẩm gồm các cái thành phần như sau. Thứ nhất là một cái kit khá là nhỏ gọn. Thứ hai là một cái con thành anh. Ba là một cục pin CR12. Quay trở lại kit thì kit sử dụng con STM32F103C8T6. Đấy. Và xung quanh là có các cái dăm để các bạn kết nối với các ngoại vi bên ngoài. Đấy. Và chân cắm thành anh này. Thì nếu mà bạn nào sử dụng thành anh ngoài thì cắm thanh anh vào đây. Rồi, tiếp đến bộ kit sử dụng nguồn DC 5V thông qua cái jack cắm DC ở đây, được bảo vệ bởi một con cầu chì tự phục hồi và một nút nhấn bật tắt nguồn, nút nhấn on off bật tắt nguồn, một con AMF 117 giảm xuống 3,3V nuôi cho vi điều khiển. Rồi, các cái dăm để lấy nguồn ra. Các cái dăm để lấy nguồn ra. Tiếp theo là nút reset và nút wake up. Và trên là ba cái nút nhấn để các bạn lập trình nút nhấn này. Phía bên góc bên phải đây là khối giao tiếp QRT, TX, RX, cụ thể là chân PA9 và chân PA10, RD, PCC. Bên cạnh là có 3 chuẩn nạp, thì các bạn có thể sử dụng các cái mạch nạp khác nhau. Ở đây là chuẩn nạp SVKD này, hỗ trợ ST-Link Mini ạ, hoặc là ST-Link bản full. Ở đây chuẩn nạp cho mạch nạp MH Pro. Sang bên cạnh nữa là chuẩn nạp di tắc, ví dụ như là các mạch nạp U-Link hay là Z-Link, U-Link V8 hoặc là U-Link V9 ấy. Sang bên đây là có một cái USB, các bạn có thể cấp nguồn vào đây, sử dụng nguồn 5V qua cái cổng USB này, là giao tiếp với máy tính qua cổng USB đây. Ở phía dưới là 4 con led đơn để phục vụ các bạn lập trình với lại led đơn. Thì đối với loại cái dòng vi điều khiển STM32 này, thường nó có chế độ boot và chế độ run. Thì ở dưới đây có cái công tắc gạt bit để các bạn chọn chế độ đây, chế độ nạp chương trình hay là chế độ chạy chương trình. Đó. Ở đằng sau có một cái đế để bạn cắm pin vào này. Đấy. Cắm pin CR1221 vào đây. Thì, trên đây mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn về cái kit để học tập và nghiên cứu STM32EZ1. Cuối cùng mình cũng xin chúc các bạn thật bờ rồ trong cái việc lập trình con STM32. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.